chỉ tìm đến đó thì mình mới nhận có một thâu khoảng 2 năm còn lại đó, thì mình cũng hiểu được nhiều thứ hơn, làm được nhiều hơn cho bản thân mình. Mình không được đánh nó một chút hết, mình buộc thì mình không được đánh anh đối thủ của mình để xem bản thân mình ở đâu thì mình mới được vào một chung kết, vào hẳn một chung kết. Có mình có lo lắng, có sợ, và sẽ làm mình sẽ được trên đó chơi hết mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông đồng đúng không? Thank you.
đứng lên thì Yeah.
ra đây. Thank you.